Sáng 2 tháng 11, trường Trung học cơ sở Đống Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất hình thức xử lý học sinh liên quan vụ xô xát bị quẹt clip tung lên mạng xã hội vào ngày 29 tháng 10. Theo đó, nam sinh có hành vi bóp cổ đánh bạn sẽ tạm dừng đến trường trong 2 tuần, hạ mức đánh giá rèn luyện học kỳ 1 và tiếp tục theo dõi quá trình học tập để đánh giá sự tiến bộ trong học kỳ 2. Nam sinh bị bạn đánh cũng có lỗi nên bị hạ mức đánh giá rèn luyện trong tháng. Riêng đối với học sinh quay clip sẽ bị tạm dừng việc học 1 tuần, hạ đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 xuống loại trung bình. Bên cạnh đó, 4 học sinh xin đạt clip bị tạm dừng việc học 1 tuần và hạ đánh giá hạnh kiểm 1 bậc trong học kỳ 1. Còn 3 học sinh đứng xem sâu sát sẽ hạ 1 bậc đánh giá rèn luyện trong tháng. Trước đó, ngày 29 tháng 10, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc đồng phục thể dục trường Trung học cơ sở Đống Đa có hành vi bóp cổ đánh tới tấp vào đầu bạn và chửi thề trong lớp học. Nam sinh bị đánh chỉ cố gắng ôm đầu không thể phản kháng.